nhá. Hôm nay mình đưa các bạn đến cái nút này là từ cao tốc Hạ Long Vân Đồn đây. Đây là đường để mà rẽ về dưới thành phố Hạ Long. Cái con đường này rất là gần. Vì con đường này cũng gọi là mới khánh thành cho nên nhiều người chưa biết được. Hôm nay mình sẽ đi mình quay để mình giới thiệu với các bạn. Mình qua chỗ trạm thu phí bắt đầu đây là cái ngã tư này các bạn ơi. Cái con đường mà cắt ngang mặt đấy đến đây là con đường cũ là chạy từ ngoài Hạ Long vào trong thành phố. Thành phố bây giờ cũng là thuộc về thành phố Hạ Long rồi, Hạ Long mở rộng mà. Cái cung đường này rất là đẹp và thoáng, đường mới đẹp. Trên cái cung đường này, còn thì hai bên này, bên tay phải mình là một cái khu về nhà máy gạch đây, nhà máy gạch Trưng Đáy nổi tiếng đây. Gạch Trưng Đáy này là nổi tiếng cả Việt Nam mình cũng đó là sản xuất khẩu ra nước ngoài rồi. Còn phía bên tay trái mình bên kia khu này là khu bắt đầu là nhà máy ô tô Hyundai đang bắt đầu khởi công xây dựng. Khu này sau này thành khu công nghiệp rất là lớn đấy. Nhìn xa xa đấy kia, nếu mà để nói thì đấy là gọi là cầu Cửa Lục 1 đấy các bạn, đây là nối liền qua sông Cửa Lục từ thành phố Hạ Long đi vào khu vực Vân Hồ. Và đường này toàn trà là, và bên này là trồng cây cái gì đã nhập khẩu từ Nhật này, này rất đẹp chứ, sau này hoa vàng rất đẹp luôn. Đường mới cho nên là nó chưa đúng không, chưa hồi sinh được đúng không đấy. Vừa mới bây giờ mới gọi là thông đường đấy chứ khánh thành. Con đường này được phân làm 3 giải phân cách cứng, sau đó mỗi một làn xe chạy, mỗi một làn của phân cách cứng cho xe ô tô sẽ có 2 làn, có một đường gom cùng hướng để dành cho xe thô sơ và người đi bộ. Về rộng 4 mét các bạn ạ. Là cái móng cầu đã đang được xây dựng rồi. Ở cái khu vực này là sẽ có thêm 3 cái cầu nữa để nối phát triển giữa trung tâm Hạ Long và ra các cái vùng lân cận của thành phố Hạ Long các bạn. Đi vào khu trong Hoành Bồ. Ngày xưa Hoành Bồ là một cái huyện, bây giờ là được sáp nhập vào thành phố Hạ Long rồi, cho nên là xây dựng mấy cái cầu này từ 1, 2, 3 đây là để nối liền là hai nơi với nhau để phát triển kinh tế đấy các bạn. Khu vực này là phát triển rất là lớn. Ở khu vực này rất là nhiều khu công nghiệp. Như trước mặt mình đây này, đây là một cái nhà máy đóng tàu, đây gọi là nhà máy đóng tàu Hạ Long này. Cái nhà máy này là nếu mà nói về cái đóng tàu ở Việt Nam mình thì bây giờ thì nó cũng bình thường, còn như ngày xưa là Ba Lan giúp đỡ Việt Nam những cái thời mà còn đang chiến tranh ấy, nhà máy này đóng ra nhiều con tàu vượt đại dương các bạn. Các bạn đã nhìn thấy đây là cái khu đóng tàu đây, các bạn nhìn thấy đây là cái khu trên đà, chỗ này là đóng toàn các du thuyền đấy, du thuyền du lịch đấy, rất là đẹp đấy các bạn ạ. Đấy, những cái du thuyền này là sau này là để đưa khách du lịch ra thăm vịnh đấy các bạn. Đấy, những con tàu này sau này là sẽ đưa toàn bộ du khách là kể cả ăn đêm nghỉ đêm trên biển này và đi du lịch này trên biển. Đây là những cái gọi là du thuyền đấy các bạn, không phải là tàu. Những con đường này sẽ dẫn mình đến cái khu công nghiệp Cái Lân đây. Từ cái khu công nghiệp Cái Lân này mình rẽ ra cầu vượt cái là mình sang bên trung tâm Hạ Long rất là gần. Được, và nói đùa chứ con đường này khi sau khi khánh thành khoảng vài tháng nữa bắt đầu cái lượng cây này nó xanh lên đẹp lắm. Trước mặt mình đây là sẽ dẫn vào khu công nghiệp Cái Lân và dẫn vào khu cảng Cái Lân đấy các bạn. Đây là một cảng nước sâu, rất là nhiều tàu lớn vào đây. Đấy, nên hôm nay mình muốn là dẫn các bạn đi theo con đường này để nếu mà các bạn chạy cao tốc từ Hải Phòng xuống mà các bạn muốn sang Hạ Long ấy thì đi theo cái mút xuống này, thì mút này là rất là gần. Thì cái quãng đường từ cao tốc mà rẽ xuống sang Hạ Long nó chỉ vào khoảng tầm 4 cây, hơn 4 cây thôi, tầm đấy thôi. Các bạn đi ô tô chắc chỉ mất mấy phút thôi. Chứ nếu mà ta xuống cái nút mà ở cái chỗ Đại Yên ấy ta đi cũng khá xa, đường ấy thì cũng đẹp, các bạn đã đi qua Tuần Châu
nó hơi xa hơn một chút, nhưng mà các bạn đi Hạ Long nhưng nếu mà xuống cái nút này thì đi Hạ Long rất là gần. Trước mặt các bạn, các bạn cũng nhìn thấy những cái biển báo trước mặt mình là cảng Cái Lân đấy các bạn. Các bạn thấy nhanh không? Đây là mình đi rất chậm để mình quay cái clip cho nó đẹp. Nhưng các bạn thấy từ lúc mình ở cái trạm thu phí xuống đến đây rất là nhanh, chỉ một tí thôi là các bạn đã đến cảng Cái Lân rồi. Và cảng Cái Lân là nằm ngay sát chân cầu Bãi Cháy đấy các bạn. Ở đây cũng sẽ có những cái biển báo, đi trên đường cũng có, nhưng mà mình cứ đi đây, nếu các bạn cứ xem cái clip này đi theo mình thì mình sẽ đưa các bạn ra được đến chân cầu Bãi Cháy rất là gần, một chút thôi. Từ đây ra đấy chỉ một tí nữa thôi các bạn. Có nghĩa là ta rẽ ra quốc lộ 18 và ta sẽ lên cầu Bãi Cháy luôn. Nhớ đi thẳng đấy các bạn, xuống cảng Cái Lân. Đây là cái thứ nhất, đây là cái thứ hai nữa, chỉ có nội địa ít biết thôi, chứ ở các tỉnh ngoài ít khi biết được con đường là đi tắt như thế là thì lượng xe nó mới ít. Đây là cái cổng chào khu công nghiệp Cái Lân các bạn. Đây khu thu phí. Ra quốc lộ 18 này lên cầu Bãi Cháy. Nhiều người dân ở Hạ Long này nhưng mà nếu mà ít đi thì có khi cũng chưa biết được cung đường này đâu. Cho nên hôm nay mình cũng làm cái clip này để giới thiệu cho những bạn nào mà đi, nếu mà các bạn ở Hòn Gai sang ấy, đi từ bên Hạ Long sang bên Bãi Cháy ấy, thì các bạn lên cao tốc thì các bạn đi con đường cung đường này là gần nhất. Các bạn lên cao tốc, các bạn đi ra Vân Đồn hoặc là các bạn đi về Hải Phòng, các bạn lên đi theo cung đường này thì cao tốc rất là gần. Còn Hà Nội đi cảng. Đấy là đường ở đây dẫn lên cao tốc gần. Chỗ này đường cung đường dốc vừa cua rất là đẹp các bạn, như là vùng Tây Bắc ấy. Đấy, bắt đầu ra đến đây là sẽ lối vào quốc lộ 18 này sẽ đến cầu Bãi Cháy đấy các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn đến từ như mình nói ấy, từ bên trung tâm Hạ Long mà đi lên cao tốc để đi Vân Đồn nó đi về Hải Phòng Hà Nội ấy, là sẽ lên đi qua cái cầu vượt chỗ này thì lên cao tốc rất là gần. Các bạn không cần phải lên đến cái điểm mút ở Đại Yên ở đâu nó xa. Các bạn lên ở đây là điểm gần nhất. Đây là đường nối vào đường 18 rồi, nếu mà đi xuống đoạn kia thì cũng phải nối đến đoạn này đúng không? Đúng rồi, cũng phải nối vào đây để đi lên cầu. Các bạn nhìn thấy cái biển trước mặt đây này, đấy thẳng cái từ đây ra chỉ có mấy trăm mét nên là ra đến cầu Bãi Cháy thôi. Nhưng mà mình sẽ không lên cầu, mà hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi vào cung đường cũ ngày xưa, là từ thời Pháp là mình đã có cái cung đường ở đây, đây là cái cung đường cũ ngày xưa ở quốc lộ 18 cũ. Cái con đường này là để dẫn xuống cái bến phà Bãi Cháy thì các bạn. Ngày xưa mà muốn đi được từ bên gọi là bên Bãi Cháy sang bên Hạ Long là xe tải đi theo con đường này để đi qua phà. Bây giờ thì là có cầu Bãi Cháy rồi thì cái phà đó bỏ, nhưng mà đây là cái cung đường cũ. Nhưng mà khu này bây giờ rất là phát triển. Ngày xưa ở đây là rất là hoang vu đấy các bạn. Đấy, đây là mình đang đi theo các bạn đi cái cung đường này này. Các bạn thấy dốc núi đèo như ở Tây Bắc luôn, đi trên vùng núi vùng cao luôn, mặc dù nằm giữa thành phố Hạ Long đấy.
dốc Cái Lân đấy các bạn. Cũng là cái cung đường dốc, ngày xưa là ngày cũng xưa rất nổi tiếng đấy. Ngày xưa gọi là dốc Cây Thông Ô. Ừ, chỗ này là nổi tiếng về cũng nhiều cái lắm, nhiều thứ lắm đấy. Các bạn đúng nhìn rồi. Nhá, vừa lên dốc vừa đường vòng vèo rất là đẹp. Dốc Cây Thông Ô. À, mình đi là cái con đường gọi là 18, quốc lộ 18 cổ ngày xưa đấy. Bây giờ khu này thì vẫn lối ra bãi cháy, khu bãi tắm, khu du lịch đấy. Nhưng mà bây giờ không có cái bến phà nữa rồi, bến phà đã bỏ rồi. Ngày xưa ở đây là gần như là không có một cái nhà nào đâu. Tất cả hai bên chỉ là núi thôi. Nhưng bây giờ Hạ Long phát triển cho nên là tất cả cái đèo núi cao thế này các bạn nhìn đấy. Mình ở cái điểm này là cao so với mặt biển cũng khá cao đấy. Đi lên đến đỉnh xong mình sẽ quay từ trên này xuống dưới biển xuống dưới vịnh thì các bạn nhìn đấy, rất là cao. Đấy, xe mình đang đi đều đang lên dốc đấy các bạn. Dốc nó càng lên càng cao các bạn. Đây là đỉnh đèo. Đỉnh đèo Cây Thông Ô ngày xưa. Nhưng bây giờ đường nó còn hạ xuống rất nhiều rồi. Đường ngày xưa kia kìa. Vẫn là trên kia kìa. Chứ không phải đây. Đấy, từ trên cao này xuống các bạn thấy không? Dưới biển như thế, các bạn nhìn thấy dưới biển không? Rất là cao đấy. Giữa Hạ Long mà cũng có những cái con đường này đấy. Cổ đông bầu cử, cổ đông cổ các huyện thị trong thành phố trong tỉnh, các thành phố này, thành phố Đông Triều, thị xã Đông Triều, Thái Nguyên, meeting về bầu cử. Đây là bắt đầu mình đang đụng đèo đấy. Thành phố Hạ Long ở những khu này các bạn cảm thấy là rất là đẹp đấy. Cứ dọc theo đường đèo phải cả lên và xuống, nhà cửa cứ xây theo đường dốc như kiểu các bạn nhìn thấy ở trên những cái Sapa hoặc là trên đấy đấy. Nhưng mà lại không có kiểu xây nhà dọc theo đường như này đâu. Để thấy rất là đẹp, Hạ Long là đẹp riêng. Trên cái cung đường này các bạn nhìn thấy nếu mà ngày xưa mà chưa có cầu bãi cháy ấy, là con đường này là đường huyết mạch đây, đường chính đây, để ta đi xuống bến phà để đi sang bên Hạ Long và tiếp tục là đi ra ngoài cửa khẩu Móng Cái Việt Nam Trung Quốc đấy. Là ngày xưa là đi theo cung đường này đây. Bây giờ có cầu bãi cháy rồi thì người ta cung đường này chỉ là gọi là nội đô nội thị đấy. Không còn những cái xe tuyến chạy đường dài theo con đường này nữa. Xe nó xếp hàng từ trên này xuống. Đúng rồi, nhiều những cái hôm mà đông xe qua phà xếp dài cả hàng cây số xếp từ đây. Khu di tích lịch sử của Âu Giáp đây. Đây trước mặt mình đấy, đây gọi là ngày xưa gọi là đây, ở đây người ta gọi đồi Âu Giáp. Âu Giáp cũng có biệt thự của Âu Giáp. Đấy có Âu Giáp ngày xưa là có một cái biệt thự ở đây. Người ta cứ gọi là đồi Ông Giáp các bạn. Đấy, cái cung đường này cũng là rất là dốc và đèo. Cung đường này bây giờ bắt đầu người ta cũng đang cải tạo lại đấy các bạn. Thấy là cũng ống cơ các thứ người ta vẫn đang để đường, người ta đang cải tạo, người ta mở rộng ra.
nếu mà từ trong trung tâm khu du lịch Bãi Cháy mà để đi ra Hạ Long thì nhiều người người ta sẽ đi theo cung đường này các bạn ạ. Đấy, trước mặt mình ấy, bên đi thẳng đấy là đi lên cầu Bãi Cháy đấy các bạn. Thế còn rẽ phải là đi xuống khu du lịch, khu bãi tắm Bãi Cháy. Đấy, chỗ này nếu mà những người mà trong nội đô ở Bãi Cháy là người ta sẽ đi cái cung đường này để lên cầu ấy. Còn đây là mình phòng về khu du lịch đấy các bạn. Hôm nay là mình cũng dẫn các bạn đi bắt đầu từ điểm mút của đường cao tốc rẽ về Hạ Long, từ cái cung đường mới xong rồi lại nối vào cung đường này đường cũ. Cái gầm của cầu Bãi Cháy này các bạn, đấy, các bạn nhìn thấy đấy cái chân cầu ấy, đây là một cái mấu cầu đấy, hai cái mấu hai bên bờ sông các bạn. Đấy, mình chui qua gầm cầu mình đi vào khu du lịch Hải Phòng xuống hoặc từ Vân Đồn vào mà xuống cái điểm mút ở mới đấy, điểm rất là gần để khi mà vào đến trung tâm thành phố Hạ Long và trung tâm khu du lịch Bãi Cháy. Hôm nay mình dẫn các bạn đi đến một cái cung đường rất là ngắn từ cao tốc xuống để về trung tâm Bãi Cháy này sang đến trung tâm thành phố Hạ Long. Clip mình làm ở đây là cũng dài rồi, mình sẽ xin ngừng ở đây. Các bạn xem và đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại ở clip sau.